chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Học khu Hinton Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 7148394591. tin tức cà phê sáng trở lại với tất cả quý khán thính giả thì nghe câu chuyện kể của Ngọc Lan mình thấy rằng bây giờ khoan nói tới cái chuyện mà đi du lịch mà khắp nơi trên thế giới mà du lịch bụi hoặc là bị kẹt năm ngày trời mà không ăn không uống bây giờ mình thử sức mình cái đã bằng cách đi burning man trong suốt mấy ngày qua kể từ khi những cái tin tức đầu tiên cho thấy rằng lễ hội burning man có thể nói rằng lần đầu tiên mà có thể bị hủy hoại một cách đáng tiếc như thế chỉ vì một trận mưa và do cái ảnh hưởng của bão hillary đó thưa quý vị cho nên cái trận mưa lần này nó đi vào ngay trung tâm của Black Rock City, Nevada, à, phía bắc của Reno và như quý vị nhìn thấy đây là đáy hồ Black Rock City. Cả triệu năm trước nó là cái đáy hồ thì ở dưới là đất sét nhiều lắm, cho nên mưa xuống nó không có kịp Bùng. và ở dưới nó tạo thành bùn và khiến cho cái số người đi lễ hội họ bỏ về sớm. Thế nhưng à, bỏ qua cái chuyện mà năm nay coi như là năm nay là thất bại hoàn toàn rồi. Bây giờ chờ tới sang năm. À, không có đơn giản mặc dù lễ hội này nó lên tới 72.000 mấy trăm người. Ban tổ chức cho biết đó, họ nhận được yêu cầu lên tới mấy trăm ngàn luôn. Một vé đó thưa quý vị cũng khoảng 700 tới 1.000 đô la một vé cho 9 ngày lễ hội. Ít nhất là 7 ngày tới 9 ngày. À, nhưng mà điểm đáng chú ý đó, khi quý vị đã chuẩn bị đầy đủ vào đây rồi đó, thì hầu như quý vị không xài tiền nữa. Họ cũng chẳng có máy móc, không có xài tiền mặt ngoại trừ hai món. Nước đá và cà phê. Có nơi bán nước đá và cà phê. Thì quý vị có thể mua. Nhưng mà ngoài ra thì không có những bất cứ những cái điều gì khác cả. Thì mọi thứ đều phải chuẩn bị để vào đó. Thế thì Ngọc Lai mới biết được cái thử thách ở đây đó là mình đã sống trong nhà sung sướng quen rồi Được tắm rửa sạch sẽ mỗi khi đi làm về Thì quý vị tưởng tượng trong suốt 9 ngày Thì có người kể lại đó Họ không có tắm à, Có người may mắn thì họ mang theo đầy đủ nước Nhưng mà nước rất là hiếm Thì họ không có tắm và họ sử dụng những cái đồ chùi Để mà làm sạch người thôi Thứ hai đó trong suốt 9 ngày đó đó Ban ngày là bụi sa mạc bởi vì cứ khoảng trưa trưa đó là gió thổi bụi bay vào hết tất cả nơi đây, đây, chưa kể là nóng chín mươi mấy tới một trăm độ ban ngày, ban đêm nhiệt độ xuống còn có năm mươi mấy độ thôi. Ban đêm họ nói lạnh cống luôn, có lúc xuống tới năm mươi độ lạnh cống mà. Cho nên ban ngày thì nóng, ban đêm lạnh, mà bụi khói rồi đủ hết tất cả và sống trong cái hoàn cảnh hoang sơ như thế. Lẽ đương nhiên có người giàu họ đi bằng những cái chiếc xe trailer lớn trên đó có mấy phòng ngủ. Trên đó có nước tắm đầy đủ trong vòng 7 ngày tới 9 ngày. Nhưng mà có những người khác họ đâu có đủ cái hoàn cảnh như thế. Quý vị có thể tưởng tượng họ lái những chiếc xe nhỏ bốn bánh. Xe nhỏ đó chứ không phải được yeah. SUV như Ngọc Lan đâu. SUV như Ngọc Lan là còn đỡ. <laughs> cái xe sedan. Vậy mà họ sống sót sau 9 ngày. Mà khi hỏi tới đó, quý vị có quay trở lại sang năm không? Tất cả mọi người đều nói tôi sẽ quay trở lại cả. Wow. Cái lạ như vậy đó thưa quý vị. Và chúng tôi biết được đó là ban tổ chức nói rằng cái số lượng người mua vé đó có người chờ 7 năm. Tôi à, có gặp được một trong những người gốc Ấn Độ và anh cho biết đó, anh chờ 7 năm trời. Cuối cùng anh mới biết được cái, cái cách tức là Ngọc Lan phải tham gia vào một nhóm khác. Thì ban tổ chức họ không có nói điều đó ra nhưng mà họ họ khuyến khích đó. Khi quý vị muốn mua vé vào đây đó, quý vị phải tham gia chung với các nhóm khác. Thì các nhóm đó họ mới tổ chức. Họ mới có cái gọi là cái kem đó Ngọc Lan giống như cái gian hàng đó. Thì nhờ những cái gian hàng này mà họ mới giúp đỡ cho những người khác. Cho nên quý vị mới biết được trong thời gian mà đến tham dự vào Burning Man đó À, năm nay chúng tôi biết có một có thể có một số người Việt Nam bởi vì có người nói là có bán phở không phải bán phở có cung cấp phở cho ăn yeah. một trong những cái món lần đầu tiên mà chúng tôi nghe nói còn bình thường thì có người mẹ thì họ cung cấp uh, uh, sao xa rồi uh, người ý thì có ăn pasta nghĩa là rất là nhiều các sắc dân mà không chỉ ở người California nhiều nhất là San Francisco nhưng mà họ nói rằng người Đức, người Ý, người Pháp bởi vì lễ hội này nó quá nổi tiếng trên thế giới mà chưa hết ngoài nghệ sĩ ha, ca sĩ, nhạc sĩ đa phần là các nghệ nhân sáng tạo và kỹ sư để đóng góp vào đây. Cho nên ban tổ chức đã bao nhiêu tiền đó là họ xây dựng bao nhiêu thứ rồi cuối cùng đốt hết tất cả mọi người ra về và không còn một cọc rác trên bãi sa mạc này nữa. cho nên uh, mời Ngọc Lan thực hiện chương trình Việt bao la Burning Man 2024. nghe thấy sợ thật. <laughs> cái ý tưởng của con người ta khi mà tổ chức những cái chương trình họ làm sao họ thực hiện như vậy mình thấy không đôi khi được, dạ nó Cũng nó mình lắm. tưởng giống như là crazy điên rồ vậy đó nhưng mà trong đó nó có nhiều cái điều mà nó sẽ cuốn hút người ta làm sao một cái lễ hội như vậy nha. Mà... Dạ. Tôi nói quý vị biết không, khi mà quý vị có người nói khi mà họ vào trong này rồi đó, họ đang sang một cái hành tinh khác. Ừ. Bao nhiêu người nói họ đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ hết rồi, nhưng mà khi tới đây đó, họ tưởng họ đang sống ở một cái hành tinh khác với những con người khác. Đây là cái, cái biểu gương, tượng yeah. của thành phố đó yeah, họ vẽ cái 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 chỗ cái khu vực tại vì cả bảy tám chục ngàn người họ không khu thể khu luôn. làm lớn hơn Ngọc Lan yeah. họ nói tôi chúng tôi ừ. không thể làm lớn hơn được nữa bởi vì lớn hơn là không còn kiểm soát được nữa cho nên họ chỉ giới hạn 70 mươi ngàn người quý vị tưởng tượng một thành phố 70 mươi ngàn này người ngày này trong vòng 9 ngày tự túc không điện không nước gì hết nhưng mà họ mỗi người tự mang theo điện tự mang theo nước của mình chứ còn sa mạc mà có cái gì ở đây ừ, ghê thật. nhưng mà chịu những cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt và ban tổ chức họ nói phải như thế đó thì mới thử thách cái con người để qua cái tình trạng này nhưng mà nhiều người thì cũng lẽ đương nhiên họ có tiền thì họ mang những cái thiết bị tốt để mà họ có thể sống thoải mái trong buổi tối hoặc là ban ngày nếu mà bị nóng hoặc là Trường hợp nào đó họ có thể trú ảnh nhưng mà ngoài ra chúng tôi thấy có những người khác kinh khủng luôn, họ sống cuối cùng họ nói tôi vẫn sẽ quay trở lại vào sang năm. Đó là những người họ có tiền, họ bỏ tiền ra để họ đi mua cái sự thiếu thốn. <laughs> sự thiếu thốn để cái mình coi mình thương. trải qua cái thiếu thốn, cái không tiền nghi <laughs> nó như thế nào, mình phải bỏ tiền mình mua. Nhưng mà bây giờ cũng có một cặp vợ chồng ở Las Vegas hay... ở gần khu vực đó luôn. À. Cái ngôi nhà của họ đã bị cũng cái trận mưa đó đó mà sao bùng sình nó nhào yeah. vô nó tàn phá cái căn nhà của họ, họ nói bây giờ không biết coi như là hình Điều ảnh mà à. họ cung cấp cho bên uh, truyền thông á nói là nó te tua, có có lúc có mưa họ đo lên á 14 inch, 14 inch, nước ở trong nhà rồi bây giờ thì nó yeah, nó, nó để lại bùng sình yeah. ở trong ngôi nhà này và đó, ở đây họ họ cho thấy cái mực nước nó còn lại quý vị cái dấu mà nó đã từng lên đến đây rồi bây giờ nó rút đi. Nhưng mà họ nói cái căn nhà này của họ đó là không có cái bảo hiểm lục. Oh, oh. Không có bảo hiểm lục. Cho nên á bây giờ á, họ không biết Chết làm sao luôn. nữa. Hết rồi xong à. rồi họ nói rằng là, là cái cái bây giờ họ sống không có được. Rồi họ sống đi kêu gọi được. cái sự giúp đỡ ở yeah. bên hội Hồng thập tự thì bên hội Hồng thập tự nói là gia đình này cũng không nằm trong cái tiêu chuẩn để được giúp đỡ đúng rồi không có được nhưng Bởi mà cái nhà mà cái hình ảnh quý vị nhìn thấy ghê gớm chưa đó là cái cái trận mưa trong khi những người khác phải bỏ tiền ra để đi mua lấy cái sự thiếu thốn cái cái bùn lầy sống mấy ngày ở trong cái bùn lầy đó thì ở đây thì đâu có ai nghĩ này... Las Vegas mà bị lụt yeah, như vậy không ha. thể tưởng tượng yeah. được nhưng mà từ đây mới thấy rằng cái chuyện mua bảo hiểm nhiều người cứ nói về cái chuyện mua bảo hiểm ừ. nhà hay là bảo hiểm xe, đắt, đỏ. Uh, tôi mà trả hết tiền nhà rồi tôi sẽ không bao giờ tôi mua bảo hiểm nữa tại vì mắc quá. Yeah. Uh, nhưng mà nếu không mua, nhiều khi mua cả đời, cũng... á, yeah. không có sử dụng. Đúng vậy. Nhưng mà có lúc sử dụng thì nó sẽ rơi vào trong những cái tình trạng như thế này đây. Nguyên một căn nhà này bây giờ nếu như vợ chồng này phải bỏ tiền ra để mà sửa chữa hết cái này thì không biết sẽ như thế nào á cái ghê gớm đó thưa ừ. quý vị là tất cả những cái drywall bức tường ừ. mấy cái tường đó phải phá hết ra à, có thể họ cắt phân nửa thôi bởi vì phần phía trên còn xài được nhưng mà ở dưới đó phải cắt hết ra xong rồi làm cho khô xong rồi nội gắn gắn lại thông thôi đó yeah, they, rồi bây lấy giờ, hết tôi... bùn đầu tiên là phải lấy hết bùn ra rồi mới làm được Họ thế nói họ chở tay đồ không mang có kịp hết. luôn, không có kịp khi mà cái 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 trận gió mưa đó nó lùa một cái từ ừ. ở phía cửa sau nó tràn một cái, họ nói là họ cảm thấy là họ chơi với luôn, cho nên không có gì kinh khủng bằng cháy nhà với ngập lụt ừ. Cháy nhà với ngập lụt. Phải mua bảo hiểm nha quý vị. Chúng tôi trở lại với bản tin La Hai Na mấy khủng khiếp như thế nào thêm trong ngày hôm nay trong cả mấy tuần lễ vừa qua. Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo.